tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, rất nhiều audiophile cũng như các nhà sản xuất ngày càng quan tâm đến vấn đề nhiễu vô tuyến RFI và nhiễu điện từ MI. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị kiểm soát nhiễu và cộng hưởng tạp như N-Track hay Vertex AQ đều là các thiết bị dành cho dàn âm thanh analog. Sự săn sóc dành cho âm thanh digital vẫn còn bị bỏ ngỏ. Nhận thấy điều này, AudioQuest đã vào cuộc với Jitterbug cùng cái giá không thể hấp dẫn hơn. Vậy Jitterbug là gì và có hiệu quả như thế nào? Cách sử dụng Jitterbug liệu có gì khác lạ so với các thiết bị khác hay không? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Jitterbug là bộ USB giúp loại bỏ độ nhiễu và các cộng hưởng âm thanh từ nguồn âm cũng như nguồn điện của cổng USB. Jitterbug có thể đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật USB 2.0 cho tín hiệu âm thanh trong sạch, dễ chịu hơn. Sự đơn giản của Jitterbug còn nằm ở chính thiết kế của thiết bị. Ngoài bảng mạch chứa điện trở, tụ điện, cảm biến, cuộn cảm kháng cùng hai cổng USB tip A trên làm mail và phim mail ở hai đầu, Jitterbug chỉ có đúng lớp vỏ nhựa đen nhám ở bên ngoài, không một màn hình hiển thị hay một nút bấm nào hết. Nguyên nhân của sự đơn giản này là bởi đây là một thiết bị lọc thụ động đúng nghĩa. Jitterbug có 3 nhiệm vụ chính, một là loại bỏ cộng hưởng tạp, nhiễu jitter từ USB và lỗi gói tín hiệu, hai là giảm nhiễu ôn từ dòng điện trên V-Bus của USB và ba là bảo vệ các thiết bị USB khỏi các nhiễu MI, RFI và nhiễu ôn tần số cao. Hai nhiệm vụ đầu hoàn thành nhờ mạch triệt tiêu nhiễu ôn của Jitterbug, nhiệm vụ thứ ba chỉ có thể làm được khi dùng Jitterbug lọc tín hiệu từ thiết bị nguồn thay vì lọc tín hiệu ở DAC hay thiết bị cuối cùng nhận tín hiệu. Jitterbug sử dụng chuẩn USB 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 480 Mbps/s. Điều này rất quan trọng vì hai lý do sau. Thứ nhất, Jitterbug đặt ra định mức cho việc lọc dữ liệu. Thiết bị sẽ chỉ giảm nhiễu ôn đối với các nhiễu vượt quá tần số truyền tín hiệu bởi các nhiễu này gây ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu. Thứ hai, trong một hệ thống âm thanh số, có thể xuất hiện những phương tiện truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn, chẳng hạn như USB 3.0. Vì Jitterbug là thiết bị nối giữa thiết bị nguồn và thiết bị ngoại vi, nên toàn hệ thống sẽ tự mặc định tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 480 Mbps/s. Nhờ vậy, tỷ lệ tín hiệu hay nhiễu ồn sẽ được cải thiện, đồng thời nhiễu jitter và cộng hưởng tạp cũng vì thế mà giảm hẳn. Trên tay tôi đây là một chiếc USB lọc nhiễu Jitterbug. Theo hướng dẫn của AudioQuest, các bạn có thể lắp đặt Jitterbug theo những cách sau. Cách thứ nhất, dùng Jitterbug làm thiết bị nối trung gian giữa máy tính và USB DAC. Người dùng có thể cắm thêm một Jitterbug nữa bên cạnh chiếc đang dùng để cải thiện chất lượng âm thanh. Lưu ý không nối Jitterbug thứ hai vào Jitterbug thứ nhất. Cách thứ hai, nối Jitterbug với các thiết bị ngoại vi như ổ cứng rời, máy in và camera khi đang dùng USB DAC. Việc này sẽ giúp giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Nguyên nhân là vì khi nghe nhạc qua USB DAC, người dùng không nên cắm thêm các thiết bị khác, bởi mỗi thiết bị đều cần một nguồn năng lượng riêng và điều đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng trình diễn của DAC. Tuy nhiên, việc chỉ cắm mỗi DAC là không thực tế, bởi người dùng có thể cần kết nối với thiết bị ngoại vi như ổ cứng di động để làm nguồn phát nhạc. Do đó, hãy dùng Jitterbug để làm thiết bị nối trung gian giữa thiết bị ngoại vi đó với máy tính. Cách thứ ba, dùng Jitterbug làm thiết bị nối trung gian giữa điện thoại và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.